Xin chào. Xin chào mọi người. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau tô màu bức tranh về Nữ hoàng băng giá và công chúa Anna là em gái của vua ở nha. Mọi người hãy cùng đồng hành tô màu cùng mình nhé. Chúng ta hãy bắt đầu tô màu bức tranh thôi. Đầu tiên mình sẽ lựa chọn mái tóc nha. Tiếp theo mình sẽ tô đậm màu môi cho cả hai. Mình sẽ tô bộ đầu của Anna trước nhé. Mình sẽ tô màu tím. Mình sẽ tô màu xanh cho Elsa. Vậy là bức tranh về nàng công chúa Nữ hoàng Elsa và nàng công chúa Anna đã được mình hoàn thiện xong. Nếu mọi người có ý kiến hay góp ý hãy để lại cho mình biết. Xin chào. Xin chào mọi người đã quay trở lại với những video tô màu của mình. Và hôm nay thì mình sẽ có bức tranh về một cô bé đang quét dọn nha. Mọi người hãy cùng mình hoàn thiện cho bức tranh và bắt tay vào thôi nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô mái tóc của cô bé nhá.
Mình sẽ tô màu cho chiếc khăn là màu đỏ nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu cho chiếc chổi. Đầu tiên là mình sẽ tô phần cán chổi trước. Giờ mình sẽ tô cái phần để xong để quét. Tiếp theo thì là mình sẽ tô bộ đầu nhé. Mình sẽ sử dụng là màu xanh lá. Chiếc tập về thì mình sẽ tô màu vàng nhé. Thì mình sẽ tô màu cho đôi giày cao gót. Có vẻ là cô bé đi giày của mẹ nên là nó rất là to và rộng. Và như vậy là bức tranh của mình cũng đã hoàn thiện xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện cho bức tranh về một cô bé gái đang đi câu cá nha. Mọi người hãy cùng mình hoàn thiện cho bức tranh tô màu và xem cách mình tô cho bức tranh nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu mái tóc nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tô đến bộ đầu của em bé nhé. Mình sẽ tô chiếc yếm màu xanh lá. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu cho chiếc áo.
Tiếp theo thì mình sẽ tô màu cho cái ống đựng những chú giun nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tô cây cần câu để câu cá nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu cho chú cá nhé. Tiếp theo là mình sẽ tô cái phần trên bờ này dùng chỗ để ngồi. Mình sẽ sử dụng là màu nâu nhạt nha. Và bức tranh của mình đã hoàn thiện xong rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.